Xin chào tất cả quý chị và các bạn, rất vui được gặp quý chị và các bạn trong video ngày hôm nay nhé để Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ review qua dòng tiền một số những nhóm ngành cơ bản Và để uh, xem có cái tình hình giao dịch của ngày hôm nay các bạn nhé uh, Trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì các bạn thấy là đây là một cái phiên Phiên giao dịch hôm nay thực sự là một phiên rũ hàng rất là kinh điển luôn, đúng không? rất là rõ ràng luôn Và mình thấy cái phiên hôm nay là một cái phiên mà test lại cái vùng hỗ trợ là 1440 điểm là hợp lý hơn đấy uh, Thị trường nếu mà xuống sâu hơn một tí nữa thì chúng ta cảm giác nó sẽ được gọi là an toàn hơn có nghĩa là khi đó thị trường xuống đâu đó là mức khoảng là 1440 điểm thì khi đó thị trường mới rút chân quay trở lại ấy. thì bạn thấy là cái mức hỗ trợ nó sẽ rõ ràng hơn và nó sẽ cứng hơn một chút Tuy nhiên thì thị trường nó chưa xuống đến cái mức này mà nó đã rút chân đi lên rồi với khối lượng thanh khoản giao dịch thì cũng lên khá là cao tăng so với phiên hôm trước cũng rất là nhiều đâu đó là cũng loanh quanh gần 40.000 tỷ rồi cũng khá là cao đấy chứ ạ và thì các bạn nhìn thấy là đây là một cái câu chuyện là khi nó xảy ra những cái phiên nó rũ hàng này thì cái câu chuyện chuyện tiếp theo mình mong tiếp theo đó là thị trường nó sẽ tiếp tục đi lên thôi đoạn nó tạo ra một cái hiệu ứng nó rũ hàng rõ ràng này rồi thì à, mình mong là thị trường nó sẽ đi lên nó giống như kiểu ở cái giai đoạn này rũ hàng cũng rất là rõ ràng và sau một cái giai đoạn như thế này thì nó sẽ tiếp tục nó tăng lên lên và thì cái đây cái câu chuyện hiện tại mình vẫn kỳ vọng cho thị trường như này À, trong cái video của ngày hôm qua thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rõ ràng hơn là những cái dấu hiệu tích cực cho cái phiên hôm nay mặc dù xảy ra những cái phiên nó giảm sâu những cái phiên những cái lúc mà nó rũ hàng như này nhưng mà tại sao chúng ta vẫn cứ yên tâm mà giữ hàng hay là thậm chí là các bạn còn mua vào tại cái thời điểm mà xuống sâu hay là lúc mà thị trường giảm thì các bạn lại mua vào thì các bạn sẽ xem lại cái video của ngày hôm qua nhé thì những cái dấu hiệu mình đã chỉ cho các bạn như thế nào rồi và thì hôm nay xảy ra cái tình trạng rũ hàng như thế thì nó vẫn tập trung ở một số những cổ phiếu có vốn hóa lớn Bạn nhìn thấy là những cái cổ phiếu có tác động lớn đến à, thị trường của chúng ta Ví dụ như là Vinhome, thậm chí là HPG hoặc là nhóm ngành dầu khí gas thì hôm qua tăng quá mạnh rồi Hôm nay quay trở lại điều chỉnh là cũng bình thường thôi, nhóm ngành dầu khí nói chung nhé à, Nhóm ngành ngân hàng thì một số những cổ phiếu hiện tại thì thực sự là cũng khá là yếu rồi Dòng tiền vào nhóm ngành ngân hàng vẫn khá là yếu Ví dụ như cái phiên mà à, nhóm ngành bất động sản đây, nhóm ngành bất động sản bị xả xuống xong ngân hàng mỗi một nhóm ngành ngân hàng nó quay trở lại nó đỡ thị trường thì cái phiên đó mình cũng đánh giá cho các bạn là là mặc dù ngân hàng hôm nay phục hồi rất là đẹp nông đỡ thị trường rất là nhiều nhưng mà mình đánh giá ngân hàng chưa được cao tại vì chúng ta thấy là một phiên duy nhất bạn một phiên duy nhất ngân hàng vèo lên một một phát nó đã hết cái lực của dòng tiền dòng tiền nó chạm đến mức tiệm cận cao trên 95% luôn rồi thì tại sao mình lại không đánh giá cao ở cái phiên đó tại vì như thế bạn sau cái phiên đó bạn thấy là ngân hàng hết lực tăng không còn lực để tăng nữa và bạn thấy là hiện tại dòng tiền của nhóm ngành ngân hàng đây là dòng tiền của ngân hàng này bạn có thấy có dấu hiệu đang có dấu hiệu có sự rút xuống như này và cái đường màu đỏ nó đang cho dấu hiệu là đường màu đỏ đi xuống đây là một cái dấu hiệu mà chúng ta vẫn chưa đánh giá rằng là nhóm ngành ngân hàng có dòng tiền hồi phục quay trở lại à, có lẽ nhóm ngành tích cực nhất của phiên hôm nay thì bạn thấy là bất động sản bất động sản và có sự điều chỉnh rất là nhiều có sự được gọi là rũ hàng rất là nhiều nhưng mà ở đây chung cái dấu hiệu của ngày hôm nay thì nhóm ngành bất động sản đều có sự tích cực từ đầu phiên nhé từ đầu phiên có sự tích cực rồi ở cái thời điểm mà à, rũ hàng kinh điển giảm sâu nhất thì các bạn cũng thấy là ở tại thời điểm đó là, là nhóm ngành bất động sản cũng có giảm rất là nhiều cũng có giảm rất là nhiều thì tuy nhiên là sau đó cũng có sự phục hồi tăng rất là nhiều và bạn thấy là trong nhóm ngành tài chính thì các bạn thấy là chứng khoán cũng bị giảm, ngân hàng giảm sâu nhất, bảo hiểm giảm hơn 1% và được cái là bất động sản hồi phục tăng 2,7%. Thì đây là cái câu chuyện dòng tiền vẫn tiếp tục nằm ở nhóm ngành bất động sản. Tiếp tục nữa nhóm ngành xây dựng thì vẫn tiếp tục tăng hơn 2%, rất là tích cực đúng không ạ? Tóm lại đó là bất động sản, xây dựng hôm nay về good luôn vẫn tiếp tục hút tiền. Nhóm ngành thép thì vẫn tiếp tục rút dòng tiền giống như cái phiên hôm qua mình có review lại cho các bạn đó là nhóm ngành thép vẫn tiếp tục giảm và nhóm ngành bất động sản vẫn tiếp tục hút dòng tiền không có sự rút lôi dòng tiền nằm trong nhóm ngành bất động sản đặc biệt là hôm nay có sự phục hồi rất là lớn nhóm ngành bất động sản ví dụ như một số những cổ phiếu mid cap và small cap hay là ita các kiểu ạ ví dụ như ita và đến cuối phiên tăng trần hoặc là flc đến cuối phiên gần như là tăng trần và gần như là tăng trần flc rốt các kiểu đến cuối phiên tăng rất là khỏe luôn hay là một số những cổ phiếu khác mà trong cái thời gian vừa rồi rất là nóng ví dụ như nlg nam long đấy ạ và các bạn thấy là vẫn chưa cái dấu hiệu vẫn chưa thực sự rút khỏi và các bạn thấy là nắm lòng vẫn phục hồi rất là đẹp thế là ndn hôm nay cũng là tăng trần hay sao ấy nhỉ Vâng, các bạn thấy là ndn đúng không tăng sát trần tăng sát trần Đây là cái câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy là thực sự là nhóm ngành bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu dòng tiền rút và các bạn vẫn thấy là nằm trong nhóm ngành bất động sản nói chung thì dòng tiền lại vào nhiều ở nhóm mid cap và nhóm small cap bởi vì dòng tiền chung của toàn bộ thị trường hiện tại là vẫn nằm ở nhóm small cap và mid cap như thế này Vậy thì nó nó vẫn tập trung ở những cái cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ này thôi. Về nằm trong nhóm ngành bất động sản đồng thời nó đều có sự tích cực tăng trở lại và dòng tiền nó đâu đó hồi phục cả nhóm ngành hơn 7 điểm, hơn 2,7%. Nhưng mà trong đó thì có một số những cổ phiếu khác ví dụ như là Vinhome các kiểu và Vinhome nằm trong nhóm ngành bất động sản nhưng mà chúng ta lại cho thấy một cái là tiêu cực và nó lại không tăng, nó lại không tăng được bởi vì đây là một cái con mà được gọi là vốn hóa lớn. Không chỉ như thế hay là vít các kiểu và vít các kiểu thì vẫn dậm chân tại chỗ giống như cái phenom trước và dậm chân tại chỗ được cái là nó không giảm là, là may mắn lắm rồi ở cái lúc mà thị trường xuống sâu nhất thì vick đâu đó là cũng góp mặt vào cho cái bộ mặt làm cho thị trường người ta giảm rất sâu và đặc biệt là trong cái phiên hôm nay nếu mà chúng ta nhìn về dòng tiền nói chung như này thì bạn thấy là dòng tiền thực sự là cả khối ngoại và cả khối nội cũng có sự rút khỏi khá là nhiều và khối ngoại hôm nay bán dòng rất là nhiều đâu đó hơn 1.200 tỷ cũng rất là nhiều và tập trung bán ở Vinhome này HBG bạn rất là nhiều hay là tự doanh của phiên hôm qua một chút Phiên hôm qua thì chúng ta thấy là tự doanh vẫn xuất hiện bán dòng hơn 200 tỷ Đâu đó là tập trung bán dòng ở một số những cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng Ví dụ như là Techcombank hay là VTB Nhóm ngành tài chính thì bán cả SSI hay là một số những cổ phiếu bất động sản DXG các kiểu đều xuất hiện bán Trong đó thì HPG, riêng cổ phiếu HPG thì xuất hiện bán mạnh ở cả riêng tự doanh và cả khối nước ngoài vẫn xuất hiện bán dòng mạnh khá là mạnh ở cổ phiếu HPG thì đây là một cái dấu hiệu mà thực sự là cổ phiếu HPG hiện tại tạo áp lực rất là lớn và dòng tiền các nhóm dòng tiền lớn thấy dấu hiệu là được gọi là bán rất là mạnh và trong khi thì các bạn nhìn thấy là một cái cổ phiếu như thế này một cái cổ phiếu mà nhìn đồ thị như thế này và thì các bạn là nhìn thấy khi đồ thị như thế này thì dòng tiền hiện tại mạnh nhất nằm ở nhóm đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ và khi như này rồi thì nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng không bơi vào mua cũng không bơi vào mua nữa thì làm gì mà còn cái lực nào mà nông đỡ nữa và dòng tiền lớn khối nội khối ngoại đều xuất hiện cái tình trạng bán mà trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ thì có có cơ hội là à có khả có, có năng sẽ quay trở lại mua rồi nhưng mà khi họ thấy những cái điều tiêu cực cái này thì làm gì mà quay trở lại mua nữa đúng không ạ? Thì đấy là cái câu chuyện mà bạn thấy là cái sự tiêu cực ở đây. Tại sao lại tiêu cực? Ba phiên liên tiếp giảm liên tiếp thế này và cộng với volume đều tăng lên tiếp và thì cái phiên hôm nay thì không có nhóm ngành nào quá là tiêu cực đâu ngoài thép này à, ngân hàng này và bảo hiểm ra thì không có nhóm nào mà rút tiền quá đáng cả ví dụ như một số các nhóm khác ví dụ dược phẩm các kiểu hàng công hàng không hóa chất các kiểu thì nó vẫn thấy là có sự rút khỏi nhưng mà ở đây chúng ta rút cũng khá là ít hay là nhóm ngành dầu khí hôm nay cũng có sự giảm tuy nhiên thì cũng không giảm nhiều nhóm ngành dầu khí là một cái phiên nào hôm qua đồng loạt nhóm ngành dầu khí các bạn thấy rồi các bạn mình cũng view lại cho các bạn là gần như đến cuối phiên thì nhóm ngành dầu khí là tăng gần như sát trần hết tìm cái phiên mà nó quay trở lại điều chỉnh là cái câu chuyện rất là bình thường mà khi điều chỉnh thì các bạn thấy là khi nó điều chỉnh giảm đâu đó là còn chưa giảm đến một phần trăm là cái câu chuyện nó bình thường và dầu khí thì không có gì đáng nói tại cái thời điểm này cả hai phiên hôm nay chúng ta so sánh không có gì đáng nói một cái phiên nó tăng rất là mạnh và phiên hôm nay nó điều chỉnh quay lại cái câu chuyện bình thường tuy nhiên thì cái câu chuyện ở đây đó là dòng tiền thực sự rất là yếu nằm ở nhóm ngành ngân hàng và bảo hiểm nhóm ngành thép thì bạn thấy là mình chỉ quan tâm ba ba cổ phiếu thép thôi đó là, là hsg này hbg với lại nam kim và mình chỉ view qua ba thằng đấy mà nó tiêu cực phát là nói chung là mình không có cái sự để được gọi là kỳ vọng cho nhóm ngành thép nữa đúng không ạ thì đấy là cái câu chuyện hiện tại mình muốn chia sẻ cho các bạn hiện tại thôi thực sự là dòng tiền nó vẫn như này và một số những cái thông tin liên quan đến dòng tiền này thì các bạn có thể truy cập trên F186 các bạn có thể xem nó sẽ rõ ràng hơn các bạn nhé ok video đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này nếu các bạn có gì thắc mắc thì vui lòng comment xuống dưới video nhé xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau ạ à.